là thành phố biển, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên. Với bến cảng Liên Chiểu đã được khởi động từ cuối năm 2022, mục tiêu này đang dần được hiện thực hóa. Sau bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đến nay, dự án tuyến đường ven biển kết nối hết cảng với hệ thống giao thông quốc gia cũng đã chính thức khởi động. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ đưa vào sử dụng năm 2025, giúp hình thành tuyến đường vận tải chuyên dụng, vừa hết khả năng tiếp cận chiến lược cho vận hành khai thác các khu bến cảng Liên Chiểu, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư các dự án và kết nối lượng hàng hóa từ các khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp khác với bến cảng Liên Chiểu. Ban quản lý sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, điều hành, quản lý dự án, đảm bảo được công trình xây dựng, đảm bảo được tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình vận hành khai thác. Về đường dùng chung thì sẽ có nhiều cơ sở phát triển về logistics dịch vụ để cho cảng ngày càng phát triển và tương lai sẽ là đô thị cảng ở khu vực này. Vị trí cảng Liên Chiểu phát triển thì là một cái niềm kỳ vọng cho toàn hệ nhân dân của phường Huệ Bắc nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Sau khi khởi công vào cuối năm 2022, đến nay tiến độ thi công dự án bến cảng Liên Chiểu đang được đẩy nhanh, đảm bảo yêu cầu. Giá trị thi công hiện đã đạt 347 tỷ đồng. Các hạng mục chính là đường giao thông kết nối, đê kè chắn sóng, nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu, sản xuất khối phủ sóng Racuna 4. Đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được thi công đáp ứng tiến độ. Thì dự kiến là trong vòng từ nay đến tháng 10 thì cơ bản là cái đoạn đê km từ 0-100 đến 0-200 là nhà thầu Trường Sơn sẽ cơ bản hoàn thành phía khép chú của Sakura cũng như là phía trong bờ cảng đã 1,22 tấn. Đây là dự án trọng điểm, động lực lớn của thành phố. Chính vì thế là xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cả hệ thống chính trị của phường vào cuộc để vừa tuyên truyền vận động, đồng thời giải thích cho người dân hiểu được cái quan trọng của cái dự án này. Và đến nay thì gần như 30% cái tiến độ của dự án là đã được giải tỏa các cái hộ tái định cư về khu tái định cư Hiệp 1, 2, 3 và cái đường Mê Linh. Và các cái hộ có mộ thì đến nay đã 50% đã di dời mộ để bàn giao mặt bằng thi công cảng, dự án cảng và đường kết nối cảng. Theo đề án phát triển dịch vụ logistics Đà Nẵng kết nối hiệu quả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đồng Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, thành phố kêu gọi đầu tư 10 trung tâm logistics, trong đó trung tâm logistics cảng Liên Chiểu được quy hoạch là trung tâm logistics cấp vùng hạng nhất. Với hệ thống giao thông cảng biển không ngừng được đầu tư, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm logistics có tính hấp dẫn cao, thu hút mạnh các nhà đầu tư. Xây dựng trung tâm logistics thành phố cảng biển, đây là định hướng đặt ra cho Đà Nẵng theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.